trời thì xám xịt, vé số đổi đời đó, nhiều lắm anh chị, đại lý vé số ở đây rất nhiều, bạn téo anh chị. Rồi ở chợ Võ Thành Trang, em mời anh chị đi lên luôn, lên lên. Nhìn những cái hình ảnh của hang đá, nhà thờ Đắc Lộ, hoa viên Đắc Lộ. À, ở đây có cá này. Wow. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Anh chị có thể thấy là bây giờ Sài Gòn mình hướng anh chị đang nhìn thấy mây đen mù mịt luôn. Và ở đây cũng mới vừa có một cơn mưa nhỏ thôi anh chị. À, nhưng mà nhìn cái bầu trời xám xịt thôi anh chị. À, em đang đứng ngay cái mũi tàu giữa con đường Trường Chinh và con đường Cộng Hòa. Hướng đi thẳng đó là anh chị đi về An Sương, đi về Tây Ninh. À, bên trái của em đây là Pandora, Bixi này. Trời ơi, anh chị có thể nhìn thấy bầu trời Sài Gòn chiều nay không? Đen xịt. Phía sau lưng của em chúng ta đi về Bà Quẹo, đường Âu Cơ và Trường Chinh. Bên phải đây thì anh chị sẽ đi xuống Lăng Cha Cả theo con đường Cộng Hòa. Hướng này anh chị có thể nhìn thẳng về sân bay Tân Sơn Nhất, con đường vành đai phi trường Tân Sơn Nhất đây anh chị. Hướng này chúng ta thấy mây đen bao phủ Sài Gòn. Chiều hôm nay em nghĩ là sẽ có một trận mưa rất là lớn á, nhưng mà không lớn lắm. Anh chị có thể thấy đất dưới đường còn ướt ha. Bây giờ là 4 giờ chiều ngày 22 tháng 12 năm 2021. Em sẵn tiện đi làm về có mặt ở đây thì cũng xin được gửi đến cô bác anh chị một vài hình ảnh chiều tan tầm Sài Gòn. Đứng ở đây thì bây giờ quẹo cũng hơi khó nha. Em sẽ bọc bên mé tay phải con đường Cộng Hòa, mời anh chị chúng ta đi ngược lại con đường Trường Chinh. Đây, em quẹo bên phải hướng đi xuống Lăng Cha Cả đó anh chị. Trời ơi, mây đen xám xịt. Đây, hướng này thì đi xuống Lăng Cha Cả trên con đường Cộng Hòa. Chiều tan ca đen trời luôn. Người ta chợ hàng trời mưa vất vả. Những cái ngày cuối tháng 12 giáp Tết. Và cơn mưa này nó cũng bất chợt thôi anh chị. Không nghĩ là hôm nay có mưa. Có 2 ngày nữa là chúng ta tới Noel. Và năm ngoái em nhớ là đêm 24 một cơn mưa rất là lớn, làm cho các cái khu xóm đạo là không có bật đèn được. Năm nay không biết cái tình hình có tái diễn như năm ngoái hay không. Áo mưa hối hả chiều tan ca. Con đường Cộng Hòa này chạy thẳng thì anh chị xuống Lăng Cha Cả rồi đi con đường Hoàng Văn Thụ, năm xưa là Võ Tánh Gia Định đó, chạy về Lăng Ông, Bà Chiểu và đi Hàng Xanh trên con đường Phan Đăng Lưu, năm xưa có tên là Chi Lăng. Bây giờ thì em mời anh chị tới ngã tư phía trước đây, chúng ta quẹo qua bên phải, hình như con đường Tân Sơn Nhì thì phải. Em chạy ra lại con đường Trường Chinh để đi về khu Bà Quẹo thưa anh chị. Bà Quẹo. Em xin chúc cô bác anh chị và các bạn có một buổi chiều Sài Gòn bình an. Đây, bên phải của em là con đường để em xem nè. Tân Kỳ Tân Quý chứ không phải Tân Sơn Nhì. Em xin lỗi cô bác anh chị, nhầm, bị nhầm ở chỗ này, sổ số. Bây giờ là 4 giờ, như vậy là 4 giờ 30 phút là bắt đầu sổ số. Như vậy thì con đường Trường Chinh sẽ rất là nhộn nhịp buổi chiều tối, bởi vì có nhiều người đi mua vé số. Nhiều người đi mua vé số thưa anh chị, với cái hy vọng đổi đời. Từ ngay chỗ ngã ba Bà Quẹo, con đường Âu Cơ và Trường Chinh á, thì các cái sạp đại lý vé số bán rất là nhiều. Ở đây mà nếu đi thẳng trên con đường Tân Kỳ Tân Quý, anh chị sẽ đi về Lê Trọng Tấn nè, rồi đi về khu Celadon City, Amon Tân Phú.
Bây giờ em mời anh chị quẹo bên mé tay trái, chúng ta đi về ngã ba Bà Quẹo, chợ Võ Thành Trang. Nhưng mà về đó có lẽ là em sẽ cập nhật gửi đến cô bác anh chị những cái hình ảnh chiều tà, những người bán vé số bắt đầu hoạt động rất là nhiệt tình, năng nổ. Chiều tan ca anh chị, xe cộ cũng khá là đông. Tuy nhiên thì ngày hôm nay không đông bằng trước dịch đâu, tại vì người ta đi về quê hết rồi. Công nhân, lượng công nhân đi về quê chưa lên rất là nhiều thưa anh chị. Hướng này thì em đang đi về ngã ba Bà Quẹo, con đường Âu Cơ và Trường Chinh. Phía trước đây có lẽ là con đường Tân Sơn Nhì. Em xin phép anh chị em chỉnh lại cái micro một xíu. Hôm nay về đây thì em muốn gửi những cái hình ảnh ngay khu vực Bà Quẹo này đến cô bác anh chị trong những cái ngày cuối tháng 12, chúng ta sắp bước qua năm mới rồi. Ở đây chiều tà anh chị thấy tan ca, xe cộ nhộn nhịp, trời thì mây mù giăng lối ha. Vé số, đại lý vé số ngày hôm nay kết thúc mấy tháng phong tỏa dịch bệnh, làm gì bây giờ đi bán vé số chắc có lẽ là dễ nhất anh chị, chỉ cần có một số vốn lận lưng tới đại lý lấy vé số mà bán thôi. Bên phải là con đường Tân Sơn Nhì. Đó, xe cộ ở đây chiều nhộn nhịp. Đó, cô bán vé số này, bán vé số này, đổi số trúng, đổi số trúng. 4:30 chưa biết ai giàu hơn ai. Đó, ta mời chào, mời chào. Con đường đổi đời thưa anh chị. Tại vì ở đây thường người đi đường người ta hay dừng lại mua vé số lắm. Em thì rất ít khi mua vé số, chỉ mua ủng hộ một vài những cô bác lớn lớn tuổi, già yếu đi bán dọc đường đó, em hay ủng hộ thôi. Còn cái số mình thì chắc không trúng. bên trái em là con đường Âu Cơ thưa anh chị. Bên phải, xin lỗi anh chị, bên phải con đường Âu Cơ. Chúng ta chạy về Bùng Binh, Lê Đại Hành đó. Lê Đại Hành. Còn đây là con đường Trường Chinh, đi thẳng về ngã tư Bảy Hiền. Bây giờ em mời anh chị cùng với em quẹo ngược lại một xíu. Em muốn cập nhật cái khu vực ngã ba Bà Quẹo này chị ở phía bên phải em. Ở đây là chợ Võ Thành Trang, thay thế cho cái chợ Bà Quẹo năm xưa. Xe bus nè, xe máy nè, xe ô tô nè, chiều chiều ngay chỗ này nó kẹt xe thấy thương. Mặt trời lên rồi, mặt trời lên nhưng mà phía xa xa anh chị vẫn thấy bầu trời đen nghịt. Sài Gòn chiều hôm nay có một buổi chiều mây xám xịt. Em quẹo phải, đây là ngã ba Bà Quẹo năm xưa. Và hướng này em đang chạy lên ngược lại con đường Cộng Hòa thưa anh chị. Chỗ này là đại lý vé số, người ta ngoắc ngoắc, mời chào, mời chào. Đây rồi, trời thì xám xịt, vé số đổi đời. Nhiều lắm anh chị, đại lý vé số ở đây rất nhiều. Và người đi đường thì người ta tấp vào mua. Đây nữa nè, đại lý vé số quá trời luôn. Đó. Chiều chiều là mấy cô đi bán vé số là tranh thủ chạy để bán cho được anh chị. Cái giấc này là thường người ta hay mua lắm. Còn có 30 phút nữa là bắt đầu quay số rồi. Trời, mùa dịch mới vừa xong mà trúng cỡ đâu một tờ là 2 tỷ đó anh chị. Ngon lành luôn. Tới đây thì em sẽ quẹo ngược trở lại, bởi vì đoạn này em đi rồi, em muốn anh chị nhìn một vài cái hình ảnh của khu vực Bà Quẹo và cái đại lý bán vé số thôi.
em quẹo trở lại anh chị nha. Trời mưa cũng ướt nha em, đường xá mà sao ướt có một bên nè. À, tại vì bên này là dòng xe đi ngược từ Hóc Môn rồi về, ý Hóc Môn đang mưa, bên kia là dòng xe đi từ Sài Gòn đi ra thì Sài Gòn không có mưa. Rồi bây giờ em mời anh chị chúng ta vào chợ Võ Thành Trang, chợ Bà Quẹo năm xưa. Chiều ở đây xe cộ lưu thông rất là đông anh chị. Lâu lâu mà anh chị nhìn những cái hình ảnh xe kẹt xe, kẹt đường, tắc đường. Còn từ khi mà mở phong tỏa ra tới bây giờ thì những cái nơi mà hay kẹt xe đó cũng bớt đi, không có còn nhiều nữa. Bên tay phải là con đường Âu Cơ, bên tay trái thì con đường Trường Chinh. Khu vực này là khu vực kẹt xe khủng khiếp nhất. Bây giờ thì bớt rồi đó anh chị. Em đi con đường này từ từ để anh chị nhìn cái cảnh sinh hoạt của bà con Sài Gòn xung quanh ngay chỗ này. À, bây giờ thì em mời anh chị cho chiếc xe mô tô nhỏ xíu nha. Hài hước quá ha. Ui cha nó chạy. Chu cha xì khói luôn. Téo anh chị. Rồi à, chợ Võ Thành Trang. Em mời anh chị đi lên luôn. Lên lên. Nhìn mắc cười quá. Xe này chạy chắc uống xăng dữ lắm, dầu hay xăng đi. Mời anh chị đi một vòng chợ Võ Thành Trang. Bên cộng bên kia là chúng ta chạy qua con đường Âu Cơ anh chị. Ở đây bán cá khô, cá sặc rồi quá trời nha. Chợ chiều trời mưa này, nó cũng ướt lem nhem. Mời anh chị ngắm cảnh Sài Gòn chợ chiều. Và bây giờ thì người ta dẹp chợ rất là nhiều cho nên con đường thông thoáng hẳn ra. Cũng tùy chợ thôi anh chị, có chợ thì nó thông xong rồi nó lại đông đúc chật chội, còn có chợ thì thông thoáng như thế này. Đó, đi thẳng thì chúng ta qua con đường Âu Cơ thôi anh chị. Chợ này có hai cổng, một cổng Âu Cơ, một cổng Trường Chinh. Khu này bán lạp xưởng, cá, chả. Bây giờ thì bắt đầu vào chuẩn bị Tết rồi, bà con mình bắt đầu lấy đồ Tết về bán. Mà không biết các cái siêu thị như thế nào, và các cái siêu thị em nghĩ năm nay họ bán cũng nhiều quá, tại vì bây giờ cái xu hướng ta đi siêu thị nhiều lắm anh chị. À, chợ Võ Thành Trang, chợ Bà Quẹo năm xưa. Cái khu vực này em không tìm được nhiều cái tư liệu thưa anh chị. Rau câu dừa cả. Đây, bên này là con đường Âu Cơ đây anh chị. Chạy về chợ Võ Thành Trang. Bán rau, chợ này thì hoạt động 24/24 thưa anh chị. Sáng thì người ta sẽ bắt đầu hoạt động chợ sỉ. Phân phối hàng hóa rau củ. Còn từ trưa tới khuya thì người ta lại bán lẻ như thế này. À, đây là con đường Âu Cơ, hướng em đang đi về ngã ba với đường Trường Chinh. Còn hồi nãy nếu mà quẹo trái thì chúng ta đi về Đầm Sen anh chị, Lê Đại Hành. Rồi em mời anh chị chúng ta lang thang một đoạn nữa chỗ này rồi lại quẹo vào chợ Võ Thành Trang. Không biết ở đây có con hẻm nào hay không. Em cũng ít khi đi ở đây lắm nên là nhiều khi cũng không rành. Và em cũng hy vọng cái clip này có thể gửi đến anh chị một vài cái hình ảnh kỷ niệm Sài Gòn ngay khu vực Bà Quẹo này. Lối xưa xe ngựa một thời.
Đây có con hẻm nên anh chị có thể là quẹo vào chợ được nè. Ê con chó này làm gì? Chó nó rượt nhau. Ồ, biết cái này có chạy vào chợ được không? Đây là con hẻm 1068. Thì ra nó là hẻm cuộc chứ anh chị. Số em lại vào hẻm cuộc nữa rồi. Cái này thì bây giờ em lại phải quẹo qua đường Trường Chinh rồi anh chị. Chỗ này thường hay kẹt xe nè. Inox. Em mời anh chị quẹo phải nha. Em sẽ chạy lại ngược về chợ Võ Thành Trang. Đèn ngòm tối xịt. Hình như chiều nay ở quận 3 rồi cũng mưa anh chị. Cái đám mây này đây, đám mây này nó lùa từ dưới trung tâm Sài Gòn lùa lên. Ông chạy xe chiếc xe nhỏ xíu hồi nãy, xe tí hon đó, ổng còn ngồi đây. Em quẹo vào chợ. Đây là những cái hàng rào vẫn còn cái dấu vết của dịch bệnh đó. Ta còn để ở đây đây. Rau bà quẹo. Lấy miếng xếp ghi số lên anh chị. Lấy miếng xếp ghi số lên. Vài cái hình ảnh như thế này gửi đến anh chị trong buổi chiều ngày hôm nay. Bán đồ khô rau cũng nhiều ghê. Tính ra chợ này cũng lớn thưa anh chị. Lớn á. Chiều bán thấy rất là ế luôn. Ngồi nhìn không à. Chợ bây giờ không đông như ngày xưa nữa. Ai gặp ai cũng than hết. Đây là phía sau chợ. Bán bây giờ bán để thu nhập kiếm cơm qua ngày vậy thôi, chứ còn bán lời giàu như ngày xưa thì không có. Đó, khu này bán đồ khô. Đây là bán đồ tươi, thịt, chiều nghỉ. Anh chị có thể thấy những cái tấm ni lông để dăn Covid á. Đừng thời gian anh chị, bây giờ dẹp hết trơn. Gắn cho đẹp vậy thôi chứ người ta đâu có ngồi sau cái tấm màn đâu. Trời vẫn đang còn xám xịt thưa anh chị. Bán khoai. Mây đen xám xịt. Bây giờ là 4 giờ 15 rồi. Đó, em mời anh chị đi ra lại con đường Trường Chinh và chúng ta đi về khu vực ngã tư Bảy Hiền. Chiều hôm nay thì em đi lang thang, mời anh chị ngắm cảnh Sài Gòn thôi. Đây là con đường Trường Chinh. Trường Chinh này là có. Rồi dính xe rồi. Từ từ bình tĩnh. Hôm nay ngày gì anh chị? Em chạy nãy giờ em thấy 3 vụ tai nạn. Có một vụ rất là nặng luôn. Chú đạp xe đi mua bé trai. Con đường Trường Chinh này lúc nào xe cũng đông thưa anh chị. Bây giờ là bớt rồi đó. Bây giờ chỉ bằng 2/3 ngày trước. Ngày trước mà cái con đường này bình thường chiều như thế này thì xe cộ đúng là chúng ta nhìn là không biết hướng đi luôn. Rồi, em chạy từ từ trên con đường Trường Chinh này hướng đi về
ngã tư Bảy Hiền. Nhà cửa ở đây thì cũng nhà cũ xưa nhiều anh chị, và ở đây thì nó có tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương chạy ngang qua, cho nên là một số nhà anh chị sẽ thấy nó bị đập bỏ và thụt sâu vào bên trong, cho thuê mặt bằng. Giờ hình ảnh này thấy đầy dãy khắp nơi. May mà chiều nay cũng không mưa lớn, chứ mưa lớn là mấy sóng đạo mệt mỏi luôn á. Đèn đóm gì ướt hết, phải che, có một số phải che. Bây giờ người ta làm bằng các tấm bạc rồi anh chị, tấm bạc rồi bao, chứ lúc trước thường hay là bằng giấy á. Mấy cái giấy đó là trời mưa là sợ lắm. Áo mưa, những cái cơn mưa này là cuối mùa thôi anh chị. Bây giờ thì cũng hết mùa mưa rồi, Sài Gòn mình đã sắp bước vào mùa nắng rồi. Ngày xưa Sài Gòn hai mùa mưa nắng, năm nay có thêm mùa Covid nữa, mùa dịch nữa. Phố xá bây giờ cũng thừa hơn rất là nhiều, có rất là nhiều người ở các tỉnh chưa có lên Sài Gòn, họ quyết định ở lại đến qua Tết luôn. Bây giờ thì các công ty doanh nghiệp cũng đang tính đường thưởng Tết cho nhân viên. Nhưng mà anh chị cũng biết rồi, là dịch bệnh mà doanh nghiệp nhiều khi cũng lỗ muốn chết luôn. Chỉ có mấy cái doanh nghiệp về thiết bị y tế, đặc biệt là các doanh nghiệp về kit test xét nghiệm anh chị, ngon. Ngon, hôm giờ cái vụ kit test xét nghiệm anh chị cũng nổi như cồn á, tỏa sáng luôn. Bên phải em là con đường Trương Công Định nè, anh chị đi qua khu vực đường Âu Cơ. Nắng chiều rồi, bây giờ có nắng lên rồi. Em đang lang thang từ từ xuống ngã tư Bảy Hiền. Cũng mời anh chị cập nhật lại những cái hình ảnh phía trước ngã tư Bảy Hiền, những cái ngày cuối năm. Đây, những cái dãy nhà này là người ta tụt vô hết bên trong. Bên trái cũng như vậy anh chị, bên phải cũng như vậy, tụt vô hết bên trong. Tuyến metro số 2, số 1 thì chưa xong. Số 2 như qua năm quý 1 2022 này là bắt đầu khởi công rồi anh chị. Ở đây có quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân quận Tân Bình. Em không nhớ ở đây ngày xưa là cái gì nữa. Lúc xưa em nhớ là có đọc một lần nhưng mà quên mất cái trường gì đó. Bây giờ thông thoáng của anh chị, bên phải em có giáo xứ Tân Thành. Có linh đèn ngôi sao ở trên luôn nè. Em mời anh chị chạy vào giáo xứ Tân Thành một xíu nha. Tại vì có dịp đi ngang. Ủa, ở đây có cái nhà bán anh chị. Cái nhà ngay cái góc này anh chị thấy đang bán không? Cái này là con hẻm 371. Và theo như em thấy thì cái lộ giới của nó là 6m. Đây, cái nhà này đang bán anh chị, thì 6 mét cái con đường này đâu tới, con đường này may 4 mét à. Em độ là 4 mét non, thì một bên sẽ lấn vô 1 mét nữa, vậy là cái nhà bán ngay góc này là bị chặt vô thêm mét. Vậy là bề ngang của cái nhà này có tầm 3 mét thôi. Giờ vô 1 mét là cái nhà này còn có 2 mét à, nhưng mà nó là mặt tiền thôi anh chị. 2 mét mặt tiền ở đây bán chắc là giá đắt đỏ lắm chứ không rẻ đâu. Cái nhà cũ rồi nè, còn có 2 mét này. Mừng Chúa Giáng Sinh thì tính theo cái lý thuyết là như vậy anh chị, chứ ở đây biết chừng nào ta mở hẻm. Chó quá trời luôn. Tại vì mỗi lần mà mở hẻm á, thì thật sự là nó cũng căng lắm. Tại vì nhà ở đây anh chị thấy toàn là nhà đẹp không ha,
mà lấn vô 1 mét bồi thường không là thấy mệt nghỉ rồi đó. Nguyên con hẻm này mà bồi thường không là trăm tỷ như chơi ấy. Cho nên nhiều khi người ta cũng làm biến mở hẻm lắm anh chị. Tỷ này tỷ nọ không á, chứ không biết đâu. Nhà ở đây nhà bự không, đất đất chỗ này đắc địa. Cho nên chắc em nghĩ là con hẻm này không mở đâu. Nếu mà mua cái căn đầu hẻm đó thì hưởng luôn cả 3 mét ngang. Em đang đi vào giáo xứ Tân Thành. Một xíu cái thông tin thú vị xoay quanh con hẻm và cái căn nhà đang bán ở đầu hẻm gửi đến anh chị. Giáo xứ Tân Thành này em nhớ ngày xưa em có ghé vào một lần nhưng mà em cũng quên rồi. Bây giờ không biết là trang trí nó em như thế nào. Đi ngang cùng ghé vào để anh chị có thể ôn lại một thời kỷ niệm ở đây đi lễ. À, có dàn đèn ở phía trên. Cũng rất là đơn giản thưa anh chị, không có làm lớn. Hang đá phía trước là anh chị cũng thấy là hầu như không có. Đây. À, giáo xứ Tân Thành. Em gửi anh chị một vài cái hình ảnh giáo xứ Tân Thành nha. Nhìn thấy cũng mới xây. Cao ghê anh chị. Trời ơi, đi bậc thang lên ngớp trời luôn. Đây có một cái thông ở bên trong đó anh chị. Không có làm hang đá. Em chưa thấy làm hang đá nhưng mà dây đèn văng ở trên là có rồi. Thôi em mời anh chị đi ra. Đi ra lại con đường Trường Chinh thưa anh chị. Con hẻm này nếu mà quẹo vào bên trái đi thẳng luôn là và ra con đường Ba Vân. Lúc nãy ở đầu hẻm em thấy người ta có để một cái tấm bảng như vậy. 6 mét. Ở ngoài chỉ 4 mét, chứ ở trong này, hẻm trong này em thấy chưa tới 4 mét nữa, 3,5 mét. Ra đây thì thấy là 4 mét, rộng hơn thế này. Trời, ở đây cũng rộng. Nói chung con hẻm thì nó không có đều anh chị. Nó cứ chỗ thì hẹp, chỗ thì rộng tùm lum chứ. Thường thường cuối hẻm nó sẽ rộng hơn. Tại người ta làm nguyên tắc con hẻm thì cuối hẻm nó sẽ rộng để xe quay đầu. Thường thường nó như vậy. Rồi em mời anh chị chạy ra con đường Trường Chinh và em sẽ quẹo bên mé tay phải, chúng ta đi về ngã tư Bãi Hiền. Cái nhà này đây. Trời Sài Gòn bên mé trái em nhìn về Hóc Môn vẫn đang rất là tối tăm mù mịt. Mưa có lẽ lớn ở dưới đó. Bên phải em là con đường Nguyễn Hồng Đào đi vào khu Bảo Cát, Bảo Cát 1, Bảo Cát 2. Wow, xe đạp gắn lên xe ba gác chở về luôn. Buổi chiều của Sài Gòn có rất là nhiều cái hình ảnh thú vị anh chị, nhiều sắc màu cuộc sống. Con đường Trường Chinh này bán nhiều trang thờ anh chị ha, trang thờ, bàn thờ, bàn thờ ông địa thôi rồi đó, nhiều lắm. Chiều đây mình lang thang trên phố. Tạt cái gì vậy? Cà phê. Lâu lâu đi chứ. Thấy một số nước bay từ trong hẻm bay ra. Bánh nậm, bánh lọc gốc Huế. Wow, bánh nậm, bánh lọc. Ở đây bên phải có con đường Đồng Đen. Đồng Đen, Trương Công Định, ở huyện Hồng Đào vào mấy khu Bậu Cát không anh chị. Qua con đường Âu Cơ.
đây có giáo xứ Tân Việt, Tân Việt. Em gửi đến anh chị một vài cái hình ảnh của giáo xứ Tân Việt nha. Không thấy thì thôi, thấy thì em muốn gửi anh chị một vài hình ảnh. Gợi nhớ đặc biệt là chúng ta vào cái mùa Giáng sinh, giáo xứ Tân Việt cũng trang trí Noel rất là đơn sơ thưa anh chị. Không biết anh chị có nhìn thấy bên trong không? Không có, có một cái hang đá nhỏ thôi. Đây là con hẻm ha. Em mời anh chị nhìn một vài hình ảnh của giáo xứ Tân Việt đó. Bên trong cái hang đá này, trang trí rất là nhẹ nhàng, một vài cái ngôi sao đó. Rồi em lại đi ra con đường Trường Chinh, ra về Bình An. Nhìn trên cái cổng đi vào có cái chữ ra về Bình An, thấy nó nhẹ nhàng hết sức thưa anh chị. Sau Noel thì sẽ là những cái chuỗi ngày đón Tết. Dù sao đi nữa, năm nay cho dù như thế nào vẫn phải đón Tết thưa anh chị. Và bên trái của em là con đường Hoàng Hoa Thám, tất nhiên là chúng ta đi về cái khu chợ Đồ Si Hoàng Hoa Thám. Dù sao đi nữa thì bây giờ vẫn phải đón Tết. Mà theo như em thấy ở các tỉnh thành khác thì bây giờ dịch bệnh cũng rối loạn lắm, rối lắm, và không giống như Sài Gòn. Sài Gòn mình thì bây giờ là coi như là sống chung với dịch rồi, và một ngày vẫn trên dưới 1.000 ca. Hình như là hai ngày hôm nay thì 800 mấy, 600 mấy. Ở đây bán đồ đồng, trang thờ rất nhiều thưa anh chị, giống con đường Nguyễn Chí Thanh đó, Trần Hoàng Quân ngày xưa đó. Thì Sài Gòn mình ngày hôm nay là em thấy rất là bình thường rồi, hầu như là bà con là bỏ qua cái dịch bệnh để mà công ăn việc làm, kiếm tiền, rồi kể cả những quán nhậu buổi đêm cũng nhộn nhịp lắm. Tuy nhiên thì ở các cái tỉnh khác thì họ vẫn còn rất là khắt khe trong cái việc đi lại sinh hoạt anh chị, nên là không biết Tết năm nay thì sẽ như thế nào. Một cái lượng hàng lớn ở Sài Gòn khó có thể mà đổ về các tỉnh được, hoặc là các tỉnh lưu thông hàng hóa vào cũng khó khăn. Đây là đường Trần Mai Ninh bên phải của em ha, đi vào chợ Bà Hoa đó. Anh chị có nghe tiếng chuông không? Bây giờ là 4:30, có chuông ha. Nhà thờ Đắc Lộ bên phải em đó, khu viên của nhà thờ Đắc Lộ, dòng tu Đắc Lộ. Đây cái cổng đi vào đây anh chị, không biết có mở cổng không? Em muốn mời anh chị nhìn một vài cái hình ảnh. Đây, hoa viên Đắc Lộ mừng Chúa Giáng sinh. Có cái cây. Đây thì anh chị, ở đây có hàng đá. Một vài cái hình ảnh. Anh chị có nhớ khu vực này không? Em cố tình đứng ở đây để anh chị ôn lại những cái kỷ niệm. Có trang trí Giáng sinh đây anh chị à. Có nơi bán đồ. Em đã dừng xe một tí và mời anh chị nhìn những cái hình ảnh của hang đá nhà thờ Đắc Lộ, hoa viên Đắc Lộ à. Ở đây có cá này. Wow. Khá là dễ thương anh chị. Rồi, anh chị thấy không? Vẫn còn mây xám xịt đen thui. Ở trên là có dàn đèn, những cái dây đèn chạy.
nhà thờ ở đây làm hầu như nhà thờ nào cũng rất là cao. Anh chị thấy bậc thang đi lên này. Nhà thờ Đắc Lộ. Rồi, em mời anh chị chúng ta ra ngoài lại con đường Trường Chinh. Và em sẽ lưu thông về ngã tư Bảy Hiền. Sẵn tiện đi ngang thì em ghé vào thôi. Mùa Giáng sinh về. Hoa viên Đắc Lộ bên bên phải em, cái đoạn này có trường, ngày hôm nay là như là trường Ngô Quyền thì phải anh chị. Ngày xưa chắc là cũng là khu vực thuộc trường Đắc Lộ, trường Đắc Lộ luôn. Thuộc dòng tu Đắc Lộ. Đây, bên phải em đây. Đây. Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền. Bên trái là con đường Nguyễn Thái Bình. Và em đang lang thang từ từ đi xuống ngã tư Bảy Hiền. Bên phải là con đường Lê Ngân. Đồ mua ve chai. Được nguyên một xe luôn. Mấy cái thùng xốp, thùng cạc tông. Bên trái em đây hình như còn có nhà thờ Tân Bình. Trường tiểu học Cách Mạng Tháng 8 đây anh chị. Những cái ngôi trường này em nghĩ là chắc ngày trước cũng khá là thân quen với anh chị. Có điều em cũng quên hết. Tu viện Mân Côi à, bên phải em có đường đi vào tu viện Mân Côi. Hôm nay cũng còn nhiều cái đó, nhiều cái nơi mà em muốn đi quá nhưng mà lại không kịp. Bên trái đây là có phải giáo xứ Tân Bình hay không? Đây, nhà thờ đây anh chị. Đối diện với tu viện Mân Côi luôn. Và đây là ngã tư Bảy Hiền. À, chiều hôm nay mời cô bác anh chị đi dạo một vòng khu vực Bà Quẹo, Trường Chinh. Cũng có rất là nhiều điều thú vị trong các clip này. Và ngay ngã tư Bảy Hiền này, chắc là em cũng xin được tạm dừng các clip thưa anh chị. Bây giờ thì ngã tư Bảy Hiền rất là thông thoáng luôn, nhìn nhận không ra bởi vì những cái lô nhà cũ ở đây đập hết trơn rồi. Giờ mặt tiền là những cái mặt tiền mới thôi, có những ngôi nhà mà mất luôn, không còn nữa. Bên kia thì chúng ta sẽ có bệnh viện Thống Nhất, năm xưa là bệnh viện Vì Dân. Và đối diện bệnh viện thì có trường Nguyễn Thượng Hiền, ngày trước là trường Tư Thục Tân Bình. Bên trái ở đây là con đường Hoàng Văn Thụ, là võ tánh gia đình xưa chạy về sân bay, chạy về lăng Cha Cả. Còn bên phải là chúng ta cặp theo con đường Hoàng Văn Thụ đi Lý Thường Kiệt, ngày xưa là Nguyễn Văn Thoại. Và ngay vị trí này em xin được chào tạm biệt cô bác anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye. Kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một mùa Giáng sinh an lành và ấm áp bên gia đình.